Gia suy, học trò Mỹ Tâm, sự nghiệp xuống dốc sau scandal chối bỏ con ruột. Từng được khán giả dành số phiếu bình chọn cao để giúp Gia suy lên ngôi quán quân, nhưng sự nghiệp âm nhạc của anh lại khá mờ nhạt cho tới lúc giải nghệ. Chương trình Việt Nam Idol cách đây nhiều năm được xem là một trong những cuộc thi thực tế tìm kiếm ra rất nhiều nghệ sĩ giải trí tài năng cho showbiz Việt. Tuy nhiên, người lên ngôi vị quán quân từng gây không ít tranh cãi cho khán giả, đó chính là anh chàng người Chu Ru, Gia suy. Gây ấn tượng cực mạnh bởi vẻ ngoài chân chất giản dị, không có chuyên môn về thanh nhạc nhưng lại chạm đến cảm xúc người nghe bằng chất giọng mộc mạc. Gia suy đã từng bước trải qua từng vòng thi và leo lên ngôi vị quán quân Việt Nam Idol 2012. Thế nhưng sau 9 năm, cái tên Gia suy dường như mất tích hoàn toàn khỏi thị trường nhạc Việt và cũng khiến nhiều người phải thắc mắc cuộc sống hiện tại của anh như thế nào. Với bản năng về giọng hát lẫn cách trình diễn, Gia suy không những nhận được tình cảm của khán giả mà giám khảo Mỹ Tâm cũng dành cho anh nhiều sự hậu thuẫn. Gia suy đã mắc sai lầm có thể nói là khó chấp nhận khi hát chênh phô từ đầu tới cuối trong phần thể hiện ca khúc Viết tình ca. Màn trình diễn này được phát sóng trực tiếp nên càng khiến những khán giả có mặt tại trường quay cũng như xem qua truyền hình không khỏi hoang mang và không biết chuyện gì đang xảy ra. Mỹ Tâm là người đầu tiên nghiêm giọng hỏi thẳng nam ca sĩ. Gia suy khi đó chỉ biết cúi đầu và lúng túng trả lời, em đang hát mà giọng em nó lên rồi xuống em cũng không biết. Ở phần thi tiếp theo, Gia suy đã lấy lại bình tĩnh và thể hiện tốt hơn với ca khúc Nơi ấy. Đáng chú ý, sau khi kết thúc phần nhận xét của ban giám khảo, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đã bất ngờ lên sân khấu xin lỗi khán giả về sự cố của Gia suy. Ông nói lỗi do ban nhạc không vào đúng tông. Xuyên suốt một năm kể từ khi bước ra khỏi Việt Nam Idol, Gia suy hoàn toàn im hơi lặng tiếng và chỉ tập trung vào việc học tập tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nam ca sĩ từng cho ra mắt MV mang tên Về với lúa và được đăng tải trên kênh YouTube của chương trình Việt Nam Idol. Đây cũng là MV duy nhất được Gia suy thực hiện thành một sản phẩm âm nhạc chính thức kể từ sau khi giành ngôi vị quán quân. Gia suy tiếp tục cho ra mắt sản phẩm Bước tiếp hay dừng lại dưới phiên bản audio. Thế nhưng ca khúc cũng không nhận được quá nhiều sự quan tâm của công chúng. Các phiên bản đăng tải trên kênh YouTube chỉ thu về nhiều nhất là 30.000 lượt xem. Gia suy cũng không xuất hiện tại các sân khấu hay chương trình âm nhạc lớn mà chỉ biểu diễn ở những sự kiện tại vùng cao như Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Pleiku. Anh bất ngờ ra mắt audio Gửi người anh yêu dấu. Dù được đánh giá là có bản phối tốt và giọng hát không hề tệ, nhưng sản phẩm này cũng ít được khán giả biết đến. Đáng nói đây cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của Gia suy tính đến thời điểm hiện tại. Sự nghiệp không dấu ấn gì rồi đến một ngày có cô gái lên tiếng tố Gia suy chối bỏ con khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Việc bị tố phụ bạc từ chối con đẻ làm cho những người từng yêu mến Gia suy không dám tin là sự thật. Cụ thể, cô gái này cho hay đã quen Gia suy kể từ khi anh tham gia Việt Nam Idol và bắt đầu nảy sinh tình cảm từ thời điểm đó. Thế nhưng sau khi cô gái mang thai, cả hai đã xảy ra cãi vã và chia tay. Bạn gái cũ tố anh bỏ mặc trong lúc bụng mang dạ chữa. Cô này còn tiết lộ từng đến gặp Gia suy nhưng nam ca sĩ từ chối, khẳng định không nuôi con, không lấy vợ, cứ sinh con rồi đem đi cho. Chính sự phụ bạc này đã khiến cô quyết định sinh con một mình. Trước thông tin này, Gia suy cũng từng lên tiếng thanh minh và cho rằng đây là sự bịa đặt. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, nam ca sĩ đã xác nhận chuyện có con là sự thật. Anh chia sẻ lý do lúc phủ nhận, lúc lại thừa nhận là vì bản thân còn trẻ, chưa từng trải, nên khi dính vào những chuyện như vậy đã rất sốc. Sau tất cả, sự việc bắt đầu lắng xuống khi Gia suy cho biết chỉ nhận xin con và không muốn kết hôn, cũng như tố ngược lại bạn gái cũ khi cho rằng có mục đích toan tính. Hậu scandal lớn trong sự nghiệp, Gia suy tiếp tục lui về ở ẩn tại quê nhà. Sau đó anh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ việc bị mất giọng, không thể hát như mong muốn nên quyết định dừng bước sân khấu. Sau 9 năm đăng quang, hiện tại Gia suy đang có cuộc sống bình dị tại quê nhà và trở về với công việc đã quá quen thuộc từ nhỏ như trồng cà phê, nuôi gà, nuôi heo, cắt cỏ. Diễn viên Huy Khánh, MC của Việt Nam Idol 2012, cũng từng tiết lộ đã có lúc anh giới thiệu show diễn cho Gia suy, nhưng nam ca sĩ lại từ chối, thậm chí không dám nghe điện thoại vì không dám đi hát do còn sợ. Gia suy từng đăng tải đoạn clip cover ca khúc Ước gì của cô giáo Mỹ Tâm. Trong phần mô tả, anh cũng cho biết lâu lâu nổi hứng muốn tự quay, tự diễn và chủ yếu để khán giả không quên giọng hát của anh. Thời điểm này cũng đã khoảng 8 năm sau khi Gia suy đăng quang, dù mất giọng nhưng anh vẫn nhận được những lời khen của khán giả. Ở thời điểm hiện tại không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng Gia suy vẫn giữ ngọn lửa đam mê bằng việc thường xuyên đăng tải các clip cover trên trang cá nhân. Bên dưới phần bình luận không ít ý kiến dành lời khen cho giọng hát của Gia suy. Có bình luận còn thừa nhận lâu lắm mới nghe giọng hát hay như vậy. Nhiều người cũng không khỏi tiếc nuối cho một hiện tượng năm nào được khán giả yêu quý bình chọn giành chiến thắng trong một cuộc thi âm nhạc, nhưng nay lại từ bỏ ánh hào quang và chỉ sống với niềm đam mê âm nhạc nơi quê nhà.